Cuộc sống của con trai công tử Bạc Liêu, cả đời ôm ấp hồi ức về cha, ngoài 70 tuổi lận đận mưu sinh nuôi con tâm thần. Công tử Bạc Liêu, tên thật là Trần Trinh Huy, sinh năm 1900, mất năm 1974, hay còn gọi là Ba Huy, là một công tử ăn chơi nổi tiếng ở miền Nam những năm 1930-1940. Thời điểm ấy, dân gian còn truyền miệng câu nhất sĩ nhì phương tam sường tứ hỏa để chỉ bốn vị đại điền chủ giàu có nhất vùng đất Nam kỳ xưa, trong đó có công tử Bạc Liêu. Ông Trần Trinh Huy mất vào đầu năm 1974, gia sản khổng lồ của ông sau đó được bán và chia đều cho các con. Ngoài ăn chơi khét tiếng, sở hữu nhiều ruộng muối, đất, ông Huy còn nổi danh là có nhiều vợ và con, trong đó chỉ có ông Trần Trinh Đức sinh năm 1946 là được đông đảo người dân biết đến. Thông tin ông Trần Trinh Đức qua đời vì tuổi cao sức yếu khiến nhiều người tiếc nuối, không khỏi nhớ về những câu chuyện được nghe ông kể khi còn khỏe mạnh. Được biết ông Trần Trinh Đức có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Cũng giống như các anh chị, ông Đức được ba chia cho một phần gia tài. Cuộc sống khá giả, có cơ ngơi riêng, nhưng rồi tất cả đều về số không khi đứa con gái duy nhất của ông ra vào bài bạc, khiến gia đình phải bán hết tài sản để trả nợ. Ông Đức từ đó phải làm đủ thứ nghề nuôi vợ con, từ bán giày cũ, chạy xe ôm, ai kêu gì làm đó. Năm 2009, sau thời gian bôn ba, gia đình ông Đức trở về Bạc Liêu sinh sống. Hơn 10 năm qua, ông Trần Trinh Đức làm thuê trên quê hương Bạc Liêu cho một công ty kinh doanh du lịch. Sau đó, ông làm hướng dẫn viên du lịch, bán sách viết về cha mình ngay tại dinh thự công tử Bạc Liêu, đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Năm 2013, do hoàn cảnh gia đình, ông Đức có nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tặng một căn nhà trị giá gần 400 triệu đồng. Căn nhà được xây dựng trong khu dân cư Thiên Long, phường 5, thành phố Bạc Liêu với diện tích gần 70m². Đây là món quà đầy ý nghĩa mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu dành tặng ông Đức như một nghĩa cử của tỉnh Bạc Liêu đối với con cháu công tử Bạc Liêu. Một nhân vật làm nên nhiều giai thoại có liên quan đến vùng đất này. Hai đứa con trai tôi làm ở Sài Gòn cũng chạy xe ôm, còn con gái thì vợ chồng tôi nuôi, ông Đức từng kể. Ông Đức cho hay ông có một người em sinh đôi. Khi sinh cả hai, má ông mất vì bị băng huyết, ông chỉ kịp biết mặt cha. Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, ông Đức từng tâm sự, mỗi ngày tôi phải ra đây, nhà trưng bày công tử Bạc Liêu, không ra thì không có tiền lo cho gia đình. Các anh em bà con của tôi cũng có người giàu nhưng họ ở xa, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy giữ, hồn ai nấy lo. Theo ông Đức, gia đình ông giàu có tiếng suốt ba đời. Tuy nhiên theo năm tháng của cải cũng không còn, cơ ngơi này cũng một tay ông nội làm ra, ba tôi là người xài tiền, tới tôi lại là người đi kiếm tiền. Sống với con gái tâm thần, vợ chồng ông Đức cũng đã tính chuyện không may sau này. Vợ chồng tôi làm mỗi thứ tích cóp một ít rồi giao lại cho anh trai nó. Nếu cả hai vợ chồng tuổi cao sức yếu thì nó sẽ được anh nó lo, vợ chồng ông Đức nói. Sau khi ông Đức qua đời, vợ ông sống với người con gái tại căn nhà ở khu dân cư phường 5, thành phố Bạc Liêu.